Chào mọi người nha, ngày hôm nay mát trời thì em lại đánh cái cây giống cúc thân gỗ cho mọi người. Đây là cây giống cúc thân gỗ dòng rễ trần giao cho khách hàng nhé. Đây là bộ rễ của cây cúc thân gỗ, và chiều cao của cây cúc thân gỗ này thì có chiều cao là nó sẽ cao trên dưới 25 cm mọi người nhé. Mọi người có thể nhìn quan sát đây so với cái chiều cao của cây so với một cái chai nước Coca 1,5 lít thì nó sẽ từ bộ rễ lên đến thân thì nó sẽ cao hơn một chút nhé. Đây là cây cúc thân gỗ đã có hoa đây, nó đã qua một lứa hoa rồi. Và tiếp tục thì với cái cây cúc thân gỗ này thì hoa quanh năm chúng ta sẽ trồng và nó sẽ cho lứa hoa mới nhé. Đây là những cái cây cúc thân gỗ, chúng ta có thể tạo dáng tạo thế cho cây. Đây cây này chuẩn bị nó lại ra một chọt hoa mới này, mọi người có thể nhìn thấy chưa, lên nụ của nó này đó. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua cây giống cúc thân gỗ thì liên hệ với em nhé. AT nhà vườn, địa chỉ tại Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội, số điện thoại đó là 0374886977. Đây cây này cũng có hoa này, đây là cái đoạn hoa nó đã tàn rồi. Anh chị em nào mà nhận cái cây giống cúc thân gỗ về ấy, trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ có những cái lá nó bị héo úa ở thân như này, thì chúng ta hãy vặt bỏ đi để trồng, và cây nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt hơn nhá. Đây bây giờ thì cái cây giống này thì em sẽ đi giao cho khách, và cây là cây rễ trần, nhưng mà trong quá trình giao cho mọi người thì bên em sẽ bọc ẩm để trong quá trình vận chuyển cây nó không bị sốc nhiệt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.